Trong đó thì chúng ta có các chương trình, các dân cương lĩnh, các địa phương, họ. Cái chương trình hết sức ý nghĩa này để chúng ta mong muốn và chúc cho cái giải U20 Mỹ Châu Á các cháu sẽ trải nghiệm hết mình vì màu cờ sắc áo của quốc Việt Nam chúng ta để tham gia thi đấu với các nước bạn đạt được cái thành tích cao nhất và đánh đạo sở xin chúc mừng. Kia còn hương kia. Kia còn hương kia. Đền này quan trọng đấy, đền này là đền bàn việc nước đây này. Thì đi được bình thường nhé.
đây đây đây. Xin mời các đồng chí đại biểu. Đầu xuôi về Việt Trì theo lộ trình. Chương trình là như vậy. Ngày 14 tháng 4 năm Quý Mão, tức là 29 tháng 5 năm 2023, Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ, nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, tại tỉnh Phú Thọ, tổ chức lễ dâng hương tri ân công đức các vua Hùng. Ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trưởng ban tổ chức giải Trung ương, trưởng ban tổ chức địa phương. Ông Aki Kula, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, trưởng đoàn bóng đá nữ U20 quốc gia. U20 Việt Nam, các đồng chí là trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa Thể thao Phú Thọ. Ban tổ chức giải, ông Nguyễn Bá Khuyến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trưởng ban tổ chức địa phương, ông A đoàn bóng đá U20 Việt Nam, thay mặt cho đoàn đại biểu vào Thượng Cung dâng hương hoa. Xin mời đại diện trưởng đoàn dân thiệu phó đoàn dân nước nước bên đấy. Cảm ơn đoàn của mình đã chứng kiến với thành tích nổi bật trên, bóng đá nữ Việt Nam ngày trình độ chuyên môn thể lực thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả đất tổ những trận bóng hay, giành thành tích cao nhất, nâng tầm vị thế bóng đá nước nhà trên đấu trường. Kính mời. Kính mời đại diện trưởng các em lên tất đi. Các bạn giữ nhé, không làm nhau tự tự. Thôi để lượt sau nhé.
Để cầm lấy từ từ. Hương đã, dừng lại một chút, thắp hương đã xong rồi lại quay ra.